Đây là trường đại học Cal Poly Pomona. Hôm nay chở vợ con lên tham quan trường này. Mùa tới là ông nhỏ, ông Johnny học trường này. Con nhỏ apply 7 trường, như 4 trường approve rồi. Ông chọn ngôi trường này. Từ nhà đi đến ngôi trường này khoảng 22 mai. Trường này ở thuộc quận Los, quý vị, Los Angeles. Ngôi trường quá rộng, quá đẹp luôn. Thấy không? Mình cho quay cái trường này. Trường này mà đi bộ từ bên kho này qua kho kia là chết. Không, cặp theo freeway 10 là phải. 10, 5, 7, 60 là gần đã luôn. Ở dưới một cái đèo. Trường này cũng nổi tiếng ở California về ngành kỹ thuật. Có khoảng gần 30.000 học sinh học ở ngôi trường này. Ngôi trường này là người ta xây dựng từ 1938. Bắc Kinh quá rộng luôn. Hôm nay cuối tuần không có ai hết.